Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Công Thanh đi khảo sát di tích giếng Quốc hội khóa 1 tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức để trùng tu tôn tạo phục vụ giáo dục truyền thống. Cùng đi có Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước. Di tích lịch sử giếng nước đại biểu Quốc hội khóa 1 tọa lạc tại thôn Nhất Đông, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, địa chỉ đỏ tại địa phương. Nơi đây gắn liền với 14 vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 1 ở Quảng Nam. Trải qua hơn 76 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ngày 6 tháng 1 năm 1946, đến nay giếng nước này cũng đã tròn 76 năm, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư tu bổ một số hạng mục ban đầu. Sau chuyến đi khảo sát thực địa lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ đưa vào nghị quyết chấp thuận chủ trương để đầu tư quy mô lớn hơn, bao gồm đường giao thông và các hạng mục phụ trợ khác, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân, của đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, xứng tầm là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.